Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hack hack game offline cơ bản nhất, cái game Plants vs Zombie ấy. Để hack được cái game này thì mình cách cách cơ bản nhất là hack cái mặt trời ấy, mình cần có phần mềm tên là Cheat Engine này này. Lên Google search tìm ra luôn nhá. Phần mềm này miễn phí trên mạng rất nhiều. Đây, phần mềm này mở lên. Đây, nó sẽ có giao diện như này, Cheat Engine đây. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thử hack cái game Plants vs Zombie nhá. Đầu tiên là chúng ta cần phải vào game đã. Đây, mình để phần mềm hack một bên nhá, phần mềm chat một game nhá, và file game một game. Đây, mình để cửa sổ cho các bạn dễ nhìn nhá, không để full màn hình để khó nhìn. Đây, đây là bản Plants vs Zombie 2 PAK. Bản này là một bản mod của Trung Quốc, Plants vs Zombie mod bản thứ nhất, mod bản Plants vs Zombie 1 ở trên nền tảng đồ họa đẹp đẹp hơn. Đây, sau khi mở được game lên, các bạn sẽ thấy có biểu tượng lấp lánh ở trên cái phần mềm Cheat Engine này này, cái biểu tượng cửa sổ tìm kiếm này, bạn tích vào. Các bạn tìm cái game của mình đang chơi. Đây, ví dụ muốn mình hack cái gì, đây có rất nhiều hiện lên thì mình đã hack cái game Plants vs Zombie, mình ấn vào đây, ấn Open. Ok, như vậy là bây giờ nó sẽ tìm kiếm tất cả các file ở trong game này thì nó mới sẽ hack được. Ok, play. Mình vào Adventure nha. Đây, mình cứ chơi game bắt đầu như bình thường. Rồi, pick các vật linh tinh như bình thường. Ok, let's go. Ok, các bạn để ý nhá, mới vào game mình sẽ có đây là 50 mặt trời, 50 nhớ nhá. Các bạn sang phần mềm Cheat Engine đây, nhìn đây, không cần phải động cái gì, nhìn đây có cái ô chữ hack đây, Velour đây. Các bạn gõ cái giá trị của mình đang có ở bên kia là 50, ấn vào First Scan, nó sẽ tìm ra cho mình được 1916 kết quả trùng với 50 này. Đấy, như vậy là mình chưa tìm được cái file chứa cái mặt trời này này để mình thay đổi. Bây giờ mình sẽ quay lại game đây, mình sẽ xây xây cái cây hoa này lên, như vậy là nó còn không mặt trời nhá. Ok, tạm dừng, còn không mặt trời thì mình sẽ tiếp tục ấn vào đây số 0, nhưng lần này chúng ta ấn vào Next Scan để mình tìm kiếm cái giá trị không này trong cái 1916 cái giá trị đã tìm được. Như vậy là nó vẫn ra hai kết quả, mình vẫn chưa biết chính xác là kết quả nào. Ok, back to game. Chúng ta thấy có một mặt trời vừa rơi xuống, ăn một cái vào đây, lên 25. 25, ta search chữ 25 vào đây. Tiếp tục next scan để nó tìm trong hai cái này file nào đây. Cuối cùng là ra một file duy nhất, các bạn kích đúp vào, nó sẽ hiện ra như này. Chúng ta nhìn thấy đây à, có cái giá trị quan trọng nhất là cái số 25 cuối cùng này này, chính là cái giá trị ở trên đây, 25 mặt trời. Chúng ta nháy đúp vào, chúng ta sửa thành 9900 đi, 99 đi. Ok, các bạn thấy chưa, nảy lên 9999 mặt trời. Và đây, tất cả các cái con đủ mua đã, nó đã mở hết ra rồi. Còn đây, chúng ta thấy có một ô vuông này là gì? Ô vuông này là tức là như này, nếu bình thường chúng ta xây nhá, đấy, nó sẽ tụt như bình thường. Nhưng nếu mà khi chúng ta tích vào ô vuông này này là nó sẽ giữ được cái giá trị ổn định, nó giữ luôn. Bây giờ là còn 9674 thì bây giờ các bạn dù có thêm bớt nó vẫn là 9674, nó không di dịch thế nào, tức là coi như là chúng ta xây vô hạn đi. Còn nếu chúng ta không tích vào đây nữa, nó sẽ tụt đi đây, tụt đi như bình thường. Ok, tích vào thì sẽ không tụt. Ok, đây là cái hack cơ bản nhất của trò này các bạn nhé, bằng cách chỉ cần dùng một phần mềm mà bên ngoài đó là Cheat Engine. Cheat Engine nhá, phần mềm này để hack rất cực, rất nhiều game off. Tất nguyên lý của tất cả các game off các bạn đều hack như vậy, đó là các bạn thấy có giá trị của nó là tiền vàng hay là gì 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 đó, các bạn search cái giá trị đó ra, sau khi nó sẽ ra một chuỗi rất nhiều kết quả, các bạn phải làm nó thay đổi, rồi các bạn tìm một cái giá trị thay đổi đó trong cái chuỗi các giá trị đã tìm được, thì các bạn sẽ cuối cùng là ra một file duy nhất.
nó sẽ là chính là file ấy, file của cái đấy, và chúng ta thay đổi là ok. Nhưng mà giờ thì bây giờ thì nhiều game online, thì không làm được rồi các bạn nhé, vì nó quản lý ở server của game. Còn một số game off bây giờ nó mã hóa, cái file tiền các thứ ấy, thì là cũng không làm được. Phần mềm Jet Engine nó chỉ là search ấy, nó tìm cái file mà chúng ta cần ấy. Các bạn nhớ là ban đầu phải tích vào đây để chọn cái game hay là cái ứng dụng gì đó mình cần đấy. Đấy các bạn thấy không? Bây giờ là mình đã tích vào đây là nó không thay đổi gì cả nữa. Thấy chưa? Ok chưa? À, cái game này xem nào. Làm tương tự với đây vào xốp nhá. Tương tự với kim cương các bạn nhé. Đây. Thực ra là cái này là trước trước mình hack rồi. Nên là có 9.000, đây 999.990. Tầm này thì các thứ là cũng mua đủ hết rồi. Đây các bạn thấy không? Mình thử nữa. Bây giờ mình muốn tìm cái giá trị mới thì mình cứ ấn vào đây đây, 999.790 new scan. Đấy các bạn ấn new thì nó sẽ bắt đầu ấy. New là coi như quay trở lại từ đầu vào các bạn. Bây giờ mình nhập cái 99 nữa. 9 này, 9, 7, 90 này. First. Ồ, không tìm được. Để mình tìm lại nhá. 9, 9, 9 7, 7, 90. Để mình xem. Ok. Để mình thử nhá. Ơi, buồn quá các bạn ạ. Mua hết các thứ rồi, chả biết làm nào để thay đổi được giá trị bây giờ. Đây đây, mua phát nè. Đây còn 997.290 next. Ồ, không được rồi các bạn ạ. Mình search lại nào, 997.290. Có thể là cái file tiền này nó một file giấu này các bạn này, nó file ẩn đấy, mình không search được. Thử lại phát nữa nhé, 997.290, không biết nó có cái dấu phẩy, dấu cách này nhân cấm không, ngăn cách không. Đấy nha, mình thử phát nữa nha, mua gói phân nữa nha. Đây là 994.790.790. Ờ, không tìm được. Như vậy là cái file tiền này là đã bị mã hóa các bạn nhé. Nó mã hóa thành dạng gì đó khác, cho nên là mình cũng chưa biết cách hack, chưa cách hack bằng Jet Engine này đâu. Nhưng mà về cái mặt trời thì cơ bản các bạn hack cứ làm như mình bảo là ok thôi. Là mình cứ thay đổi giá trị cho nó, tìm ra giá trị đó trên phần mềm hack này. Ok, mình tắt bỏ hack này nhá. Đây cái bản Plan Zombie này nó sẽ có cái bộ ổ khóa này này, mở khóa tất cả các phần chơi. Đấy, nó hay ở cái đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ mở khóa hết cho các bạn tất cả các phần chơi luôn. Đó. Còn những bản Plan Zombie khác thì không có đâu nha. Còn một số cái chức năng hack như là trồng một phát 5 cây các thứ thì cái đấy thì mình phải dùng các, nói chung là mình cũng không biết là các cái, nó phức tạp lắm, mình học lập trình mới biết được. Cái đấy thì có một số trên mạng thì nó đã có sẵn file ấy, các bạn chỉ tải về thôi. Hôm nào mình sẽ làm cái hướng dẫn ấy. Tải trên mạng thì nhiều lắm. Nó rất nhiều cái kiểu hack. Cái trồng 5 cây, 5 cây, 5 cây đấy. Cứ trồng 5 cây một rồi hack cho zombie ra hết, rồi hack one hit thì bắn một phát chết này. Rồi làm 9999 con zombie ra ấy, các kiểu ấy. Ok nhá, chào các bạn. Để hôm nào mình làm clip khác nhé. Nếu clip này nó view tốt thì mình sẽ làm clip hướng dẫn hack khác nhá. Nếu cần thiết mình sẽ cho các bạn cả link down ấy. Link down mấy cái bản hack kia, nhưng mà vấn đề view phải tốt. View chẳng có, làm nó không có động lực. Còn đây là cái hack cơ bản nhất thôi. Các bạn cứ thử các trò khác nhá. Không gì trò này đâu nhá. Tại một số file nó mã hóa thì hơi khó làm thôi. Còn nếu mà cơ bản nó không, nó game off ngày xưa ấy, những cái game từ những 2010 mấy đổi trước ấy, thì gần như không mã hóa đâu. Các bạn thoải mái đi, hack cái kiểu này sướng lắm. Kể cả trên điện thoại Android nhá, các bạn chỉ download cái app game, hình như mình nhớ tên nó là Game Guardian gì đấy, tên kiểu như thế.
nó cũng làm hack y hệt như này. Trên iOS thì phải ra vào rách, nó hơi phức tạp. Trên trên Android cũng thế, các cái game off hình như sẽ mình hack được hết, còn game on thì sẽ không hack được đâu, vì nó quản lý cái file của mình ở server của nó chứ không quản lý ở máy mình, nhưng mình không làm được. Cái này là mình thay đổi giá trị ở máy mình thôi. Ok nhé, goodbye.